Dạ, xin chào khán giả kênh Cương Vừa, chào mừng quý vị đến với chương trình Khéo Tay Hay Làm. Hôm nay là Cương Vừa rất là vui đón chào đón những bạn chơi rất là dễ thương, rất là đẹp trai đây. Điển hình là em. Giới thiệu đi. Em tên gì? Em tên là Thành Trung. Trung, Thanh Trung, đang làm việc gì? Dạ, đang làm việc tự do, ai kêu đâu đi làm đó. Kiểu gì làm gì cũng làm luôn hả? Dạ đúng rồi, miễn được làm bậy là được rồi. Em tên gì? Hi, xin chào mọi người, em tên Phương Nguyên. Phương Nguyên. Hiện tại mình đang đi làm, em đang đi làm. Làm gì biết rồi. Bưng cà phê. Bưng ở nhà má em. Dạ. Không, bưng cho người ta. Được luôn hả? Má, đàn trai cũng vậy. Mình ra cũng phải bưng cháo lòng luôn chứ. Ai đừng như qua đây, qua đây luôn. Rồi, mình tên Trung Hậu. Gẹo Tuấn. Hiện tại mình đang đi học. Tuấn giới thiệu đi. Tuấn giới thiệu đi. Hiện tại mình đang đi học. Tuấn giới thiệu đi. Xin chào mọi người, mình là Ngọc Tú. Kênh YouTube của mình là Ngọc Tú Official. Mình là ca sĩ đến từ chương trình Nhộng Ai Nhộng Ai với mọi người. Mình là trợ lý của anh Phương, xin mời mọi người ủng hộ mình nha. Rồi. Ngọc Tú, Phương Nguyên, Trung. Em tên gì? Dạ. Xin chào giới thiệu mọi người, là mình tên Trung Hậu. Hiện tại mình đang học đi học. Học, dạ. Học cái gì? Mình đang học ở bên du lịch ở quận Thủ Đức. Học du lịch. Học sắp xong chưa em? Dạ, em còn 5 nữa. Rồi, ok. Dạ. Rồi em giới thiệu về mình nha. Xin chào mọi người, mình tên là Xuân Kiều. Hết. Xuân Kiều hả? Em đang làm công việc gì? Diễn viên tự do. Hết. Tự do. Hai kêu diễn phải không? Còn có cái món kêu diễn hai phim đường quan hay lắm, binh nhật á. Yes. Hết. Đi xe nhập ngủ. Đây là những, nói chung là những bạn người bạn hôm nay là chơi game show của Phương Dừa là đều là những bạn mà coi chương trình của Phương Dừa cũng quý, anh em cũng quý nhau rồi mời tới đi chơi. Để chơi phải vui vẻ nhiệt tình nha, thoải mái nha. Dạ. Chơi, không có chơi làm chơi game show nó trì xuống nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đến với vòng đầu tiên mang tên là mình mặc quần không dùng tay đó. Anh nói luật nè, mình sẽ có 3 vòng. Vòng đầu tiên mình sẽ mặc quần không dùng tay, vòng thứ hai mình sẽ ăn chuối không dùng tay, vòng thứ ba mình sẽ uống nước không dùng tay. Rồi mỗi vòng như vậy bạn nào thắng sẽ được 5 điểm, tiếp theo là 4 điểm, 3 điểm, 2 điểm, 1 điểm. Sau 3 vòng mình tổng kết lại, bạn nào về nhất sẽ được 80.000 đồng, đúng không? Đúng rồi, còn bạn nào mà về cuối là có 50.000 đồng thôi, có tiền cũng có tiền đi ráp rồi ha. Thôi giờ thủ tục của mình là phải bùa bùa tay gian lắm. Thôi em 50 là được rồi. Nè ông ấy đó, em tới đây là em lãnh 50 thôi mà cọt dữ dằn. Mấy 50 anh đâu có dễ cọt à. mấy người ve trăm rồi cọt cứng rồi ông ấy đó. Cọt ở trên rồi đây đó. Anh mới phát hiện ra một cách cọt rất là này, để cho Tú đi, cái dây này dây nhỏ. Lần đầu tiên mày thấy cọt người chơi dở nhất. Chắc thì là chắc. Hãy cứ cần xin thun buộc quần hơn. Sao nãy giờ anh không kêu Ngọc Tú lấy thun buộc quần đây, không? Đây, không thun quần hết. Không phải, tại có cái ống này bự che không vô. Giờ sao? Không phải, bây giờ lấy hai chai này buộc hai chân này, em phải buộc. Lấy dây buộc cái chân là mặt ngược lại á. Rồi, đây em. Trời ơi, khó chịu quá mọi người. Cái cảm giác này khó chịu ghê luôn. Đầu túng. Thôi mình buộc cao luôn. Ở cảm giác này đi như là nhắm mắt vậy. Cảm giác này có lỗi nha. Anh ơi, anh cột lỏng với em Théo. Sợi dây nghe luôn được luôn rồi. Quý em Théo. Sợi dây nghe luôn được luôn rồi. Chị nhá, chị Théo. Đó, quý vị cũng giả thân mến. Để lên trên. Vậy rồi, mình phải buộc dây như đây cho công bằng nữa quý vị giả, tại có nhiều đứa nó ăn gian lắm mà Phương Dừa không kiểm soát được hết. Trong đây là cho 5 đứa này chắc có 4 đứa nó ăn gian nè. Các em là tốt bụng nhất thôi. Rồi, đây sẵn sàng chưa? Yes. Yeah. Thì chưa làm đó nó ăn gian rồi không? Không phải là vô đứng thế, vô đứng thế. Nó đường cái chân nó vô quần trước rồi kìa. Rồi, chuẩn bị nha. Đứa nào ăn gian là bị thải xuống đây luôn á. Ôi, phá xấu luôn. Rồi, chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Được, ông nội đó mới xuống té rồi. Chiều quá anh. Ngồi xuống đẩy. Ê da. Tụi nó không vô vậy ta. Căng quá vậy. Con mình mà tốn rồi đấy nè. Không được, tại vì cái quần của em nó bự quá. Đây, bạn này đang vô được không? Rồi, bên đây chưa vô được luôn. Trời ơi, sao còn cái coi. Không được. Chào quý vị, bạn thân mến, đây là những người mấy bạn trẻ mà không mấy tuổi đầu mà không biết mặc quần. Không biết đi ra đường mà mặc cái gì nữa.
Ôi giờ mày thua luôn. Không biết mặc quần người làm gì hết trời. Bỏ là buồn người. À. Sao biết đỡ không hả? Rồi kéo kéo rồi. Đó đúng rồi. Đúng rồi đó. Không được. Không được đóng quần của em nó cạn. Đúng rồi, anh ơi. Anh ơi, đừng có hết lên rồi. Hãy hãy lên. Đó được mà. Mọi người ơi, cái ông này nó bự quá chứ phải ông Tú mặc không được. Cái đội này chắc là cái đội chơi dở nhất của số này luôn nè. Cái đội này là đội xé quần. Em lấy cái quần nó đạp cho tôi. Ôi trời. Làm sao? Giúp giúp. Giỡn là anh ơi, tới cái này là tại vì anh Khương mở cuộc được không anh Khương? Mở cuộc anh ơi. Mở cuộc ở đây nè anh Khương. Rồi, dưới mày hả? Chạy giúp được không? Rồi, trời, mắc quá hả? Mắc lên dần hả? Em mà tưởng tượng mà quần gì là tao thấy hết. Không được. Trời ơi. Mày kéo, mày kéo lên nha. Nằm xuống lết không được mọi người ơi. Nó bị quấn đây luôn rồi. Giờ hết lên được luôn rồi. Giờ lên. Dạ. Hay lắm. Thứ hai nè. Ôi nhỉ. Gì tao khổ quá vậy? Ừ, giờ hết lên được luôn rồi, nó bắn ngay chỗ đây luôn rồi. Rồi, em thứ tư. Rồi, có Tú đâu, Tú không kịp mặc quần. Tú thứ năm. Rồi. Hên mà đứng thứ ba. Cái này tại tụi em mặc quần rồi mặc cái nữa nó khó chứ. Đúng rồi, em rin rồi. Không mặc quần á mình mặc nó dễ lắm, nó trơn. Nó trơn, nó ấy lên nó dễ hơn. Anh không dặn em biết em. Nó nổi này để nào cái bóp này ra là sao mặc được nè. Thì ban đầu em nói là em lãnh 50 luôn. Hả? Phải bỏ bóp ra. Mất bóp. Thấy cái bóp này sao mà. Quên, trơ sức. Ừ. Bóp rồi điện thoại nữa thì sao mà. Rồi. Nè, quần bé này quần thun nên nó dễ mặc nè. Rồi, đi lên ở đây nó cứng lại luôn rồi. Mày không không mặc được vô cái bàn chân nữa. Hồi nãy con vô phát hiện là hai ông nội này là chưa có mặc quần nhau mà nó dính nhau nó kỳ kỳ. Rồi. Em là Nguyên phải không? Dạ đúng rồi. Nguyên là gì nhất nè? 5 điểm. Dạ hay lắm mọi người ơi. Nhì. Nhì. Ờ Hậu. Hậu dạ. Nhì. 4 điểm. Em là quên này fan nè. Không bên em. Em anh bên em cao hơn. Không mới á này tụt. Em mới tụt á mỏi á tụt xuống á. Em là Trung về 4 điểm. 4-1 điểm. Rồi, Tú là yeah, duy nhất rồi mọi người ơi. Yeah. Yeah, duy nhất rồi. Thấy không? 4 thằng con trai mà không biết mặc quần nhìn cho bạn gái. Để thở chuồng luôn rồi. Vì sao bạn? Bốn đúng rồi. Bốn đứa em là bên sẽ bị khán giả ném đá. Đó, đối xử với bạn nữ vậy đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua cái vòng tiếp theo là mình ăn mặc đẹp rồi xong rồi. Đó, chương trình anh thật ra nó có rất là diễu nghĩa. Tới đây là mình được ăn mặc đẹp nè. Đó là ngọt quần, giờ kéo quần nhau đi. Kéo lên. Hết kéo được luôn rồi. Đó. Kéo lên đi. Đó. Thật ra đến với chương trình của Khương vừa là mọi người sẽ được ăn mặc đẹp này. Bây giờ chuẩn bị qua được ăn nè, ăn no xong rồi uống xong mình tắm xong đó. Rồi vô đó, tâm thoải mái không? Được mặc đẹp thì mình chuẩn bị ăn chuối nè. Ăn chuối xong mình sẽ được uống nước rồi mình đi tắm xong mình về một ngày vui chơi rất là thoải mái. Thật ra nếu mà tụi em mà đi du lịch mà được cái tour như này là phải tỏ bỏ ra ít 5 triệu. Mà nói thiệt. Đó, đúng rồi. Mai nay tụi mình được chơi miễn phí mà mình còn được tiền thưởng nữa. Rất là vui phải không? Dễ vui. Rồi, mình được lên kênh của Khương Dừa nữa rồi được mọi người ném đá nữa. Giờ cho tay à, cho tay. Rồi giờ chuẩn bị sẵn sàng nha. Công nhận mua 5 cái quần thiệt là đẹp luôn á. Chuẩn bị nè. Chưa chơi nói thua rồi. Rồi vô. Chuẩn bị 3 2 1 bắt đầu. Kẹp đẹp giữa luôn. Đây. Đó, này cũng lột. Mày mớm quá thôi hả? Giống vậy. Đứa nào mà còn hô dễ ăn hơn. Bé ngoại cha nạn gian ngã vỏ ôi ngọc ơi
em nhả vỏ mà anh. Không, nhả vỏ không được, nhả thịt nha. À hết vỏ. Tôi này nó ăn rồi nè, thấy không? Nhìn nó biết rồi, nhìn có hình nó biết đây. Ngon quá. Mấy người ăn. Nhanh lên đây, chết ơi, chết cho anh Khương giúp em với. Nhanh lên kìa, chuẩn bị thắng rồi kìa, ở đó mà nói chuyện. Cái chuyện khô đó, đẹp mất. Đó xong trái kìa. Bé này bao nhiêu chân trắng. Lần đầu tiên em ăn chuối mà em chảy nước mắt luôn á quý vị. Mẹ chuyện là nổ dừa luôn. Cố lên bạn ơi, bạn chơi gì dở quá. Chơi gì là không được, thấy được ăn thôi. Trời ơi, ăn có bộ khó khăn chứ trời. Dơ quá à, ăn chuối mỏi chân quá. Bây giờ mồ hôi dưới mắt luôn nè. Về nhì rồi. Ơ em hết rồi đó. Hết chưa? Em thấy ăn hai trái chuối không còn vỏ luôn mà. Em hết rồi mọi người. Mặt em máu không quá không? Mặt em máu không quá. Đấy. Ăn chuối xịt máu cam luôn. Vòng đầu là em nhường thôi. Vậy, thấy không? Vậy nhất nè. Vì nhì nè. Vì ba luôn, vì tư, vì năm. Ô, đúng tự luôn. Cố lên các bạn ơi, như vậy là không được đó nha. Trời ơi, thấy không, kỹ năng đây là kỹ năng đó chứ. Ngựa non hấu đế. Trời, em mang mấy điểm? Một điểm. Một điểm mà. Nhảy được 5 điểm nữa là 6 điểm. Nãy em 5 điểm rồi. Giờ là 4 điểm là 9 điểm. Em mới 6 điểm là 9 điểm đó. Nãy em một điểm hả? Dạ, lên đi. Nãy một điểm. Nè Tú, qua lại lên. Ủa nãy em 2 điểm chứ. Em 2 điểm với 5 điểm là 7 điểm. Nguyên là 9 điểm. Tú nãy 1 điểm với lại giờ 3 điểm nữa là 4 điểm. 4 điểm với nhiêu? Em 4 điểm với 2 điểm, 4 hay 6 điểm, 6 điểm. Nãy 3 điểm hả? 3 điểm bây giờ 1 điểm nữa. 4 điểm. Yeah. Quá, 4 điểm chết. À, 6 điểm nữa. Này chưa chơi vòng 3 là chưa biết ai thắng đâu nha. Tụi em phải cố gắng lên nha. Cái sợ luôn, nói cho mọi người biết một cái là em uống nước rất là ghê. Em chắc chắn luôn, vòng uống nước là em sẽ được giải nhất. Wow. Thường cái người ơi, thường cái người chơi hay không bao giờ nói giống như em, là nãy giờ nói hơi nhiều cho nên chơi hơi dở. A few moments later. Dạ chào mừng quý vị khán giả đến với vòng 3 của chương trình Khéo Tay Hay Làm. Rồi bây giờ các bạn đều vừa trải qua được hai vòng, vòng mặc quần không dùng tay và ăn chuối không dùng tay. Tạm thời là bạn Nguyên là dẫn đầu 9 điểm, Trung là về nhì là 7 điểm, Hậu là 6 điểm, về ba em 4 điểm với Tú 4 điểm, hai đứa là đang áp chót. Đúng. Đúng. Đứa nào thôi mình là quê lắm đó nha, mình phải nhường phụ nữ nhá. Ừ, cái điều phụ nữ ăn được hay không là quyền của mình đó. Phụ nữ rồi, à, phụ nữ em nè, phụ nữ đó. Rồi giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ơ, đỡ chắc chắn. Kẹp, ông đó có chiêu kẹp hay lắm nè. Kẹp, giờ, ở giữa đó. Giờ sao kẹp? Rồi, biết rồi. Cắn xuống rồi kẹp. Em chuẩn bị sẵn sàng nha. Vô. 3, 2, 1 bắt đầu. Thương ngồi luôn ấy, ai này không nhịn đó. Ai không nhịn đó. Đồ vô. Đó. Nước gì vô kia. Tốt cho da mặt đó. Mày má này nó ít uống nước nè. Sao thử cho lại luôn rồi. Đúng rồi, mạnh vô. Nước cao lên. Kép thôi rồi. Rồi vô đội hình. Không, cái này là phạt mấy người kia chơi xấu đội bạn. Rồi Nguyên là thắng trong này nữa, 5 điểm là nãy 9 điểm nữa là 14 điểm. À kêu về nhì. Nãy là 4 điểm hả? Với 4 là 8. Hậu giờ ba nãy 6 điểm với lại 3 điểm nữa, 9 điểm. Hơn em đó. Nãy 7 điểm hả? 7 điểm bây giờ
gì chót. Đá một, đá một. Không, nó hai đi Tú chưa có thu được nữa. Ủa, 2 điểm là 9 điểm luôn hả? Tú nãy ra 4 điểm, giờ 1 điểm nữa 5 điểm. Em nhường cho bạn lên 2 điểm á. Chứ thực chất em khui em uống cái xẹt xong. Thầy quá ha. Nè, khui xẹt cũng xong đi. Đây nè. Thôi, để sức mà chơi dòng khác. Bạn giám khảo chơi ép sức rồi bạn. Rồi, không, có hai bạn về đầu đồng giải đồng giải nhì á. Đây, đây giải thưởng của chương trình như vậy. Chơi chương trình này là anh trả thưởng liền không đó. Dạ, một giải thưởng là 300.000 đô. Giải thưởng nhì là 100.000 đô. Ba là 50.000 đô. Đó, cảm giác sao? Tới khoảnh khắc này là em cực kỳ vui. Nãy giờ em hơi quạo, giờ em vui dĩ hả? Không nè, mình chơi thắng một trò là vui rồi, ba trò mà em thắng được một trò là lợi thế của em đó. Mục đích của em là nhường bạn phụ nữ là nhiều. Là thắng 3 vòng luôn. Vậy bạn này nó chuyên chơi game đi kiếm tiền sao? chơi game kiếm tiền. Rồi Tú là một bạn nữ duy nhất trong 4 bạn nam nè, nhưng mà chơi thì cũng giỏi rồi, rất là xuất sắc rồi. Rồi Hậu, dạ. Hậu là chơi cũng được, ít nói hiền, cũng chơi cũng gì 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 ha. Dạ. Rồi đây Kiều. Kêu về 3 8 điểm à? Ủa mấy điểm vậy? 8 không phải anh Trung kêu mấy điểm vậy? 9 Em 10 Em 10 cái mắt anh. Anh gian nè. Đó. Rồi. Tiền hả anh? Tiền hả? Nãy chở. Ổng thuộc. Không, cảm giác sao? Cảm giác sao mình chơi sao? Em cảm thấy rất là hào hứng. Rất là vui luôn. Hứng hả? Mặc dù ăn nhưng mà cũng vui. Dạ. Chuyện gì kỳ khó hiểu mà. Còn tới tao bé ra Tú ơi. Hả? Tới tay ra đi. Dạ, cái tiền đi anh. Không gửi không mà. Chơi dở mọi người ơi, thật sự hồi nãy cái phần màu nước suối cái răng yếu nó cắn được sợ gặp. Em răng dễ, sợ nó rớt răng ra luôn nè. Quay phân kết răng của ngõ này nhìn kệ vui á. Thôi. Để tôi quay mặt lại tôi lấy nha. Ủa, ai biết anh bạn giới thiệu răng chi. Quay đi, chương trình anh có nhiều nha sĩ coi lắm. Trời ơi. Rồi. Rồi mời bạn quán quân đứng lên, đứng lên. Đó, đứng sau lưng. Chương trình khéo tay hay làm tập hôm nay xin được kết thúc tại đây nha quý vị khán giả. Hôm nay là một ngày rất là vui, vừa ghi hình vừa chương trình lắm. Nhóm bạn này cũng chơi rất là giỏi. Chào tạm biệt quý vị khán giả đi mấy đứa. Dạ chào tạm biệt quý vị khán giả, hẹn lại mọi người trong một tập tiếp theo của chương trình khéo tay hay làm. Bye bye. Bye bye. Bye bye.